Thần Đồng TV. Con gì đây? Con hổ. Con hổ. Con hổ. Con gì đây? Con hổ. Con gì đây? Con sư tử. Con sư tử. Con gì đây? Con sư tử. Con gì đây? Con voi. Con voi. Con gì đây? Con voi. Con gì đây? Con báo. Con báo. Con gì đây? Con báo. Con gì đây? Con tê giác. Con tê giác. Con tê giác. Con gì đây? Con tê giác. Con gì đây? Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con gì đây? Con khỉ. Con gì đây? Con chăn. Con chăn. Con gì đây? Con chăn. Con gì đây? Con gấu. Con gì đây? Con gấu. Con gì đây? Con hươu.
con hươu. Con hươu. Con gì đây? Con hươu. Con gì đây? Con cáo. Con cáo. Con gì đây? Con cáo. Con gì đây? Con chó sói. Con chó sói. Con gì đây? Con chó sói. Con gì đây? Con chồn. Con chồn. Con chồn. Con gì đây? Con chồn. Con gì đây? Con sóc. Con sóc. Con gì đây? Con sóc. Con gì đây? Con nhím. Con nhím. Con nhím. Con gì đây? Con nhím. Con gì đây? Con linh cẩu. Con gì đây? Con linh cẩu. Nào bây giờ chúng mình ôn tập lại nhé. Con gì đây? Con hổ. Con gì đây? Con sư tử. Con gì đây? Con voi. Con
Con gì đây? Con báo. Con gì đây? Con tê giác. Con gì đây? Con khỉ. Con gì đây? Con chăn. Con gì đây? Con gấu. Con gì đây? Con hươu. Con gì đây? Con cáo. Con gì đây? Con chó sói. Con gì đây? Con chồn. Con gì đây? Con sóc. Con gì đây? Con nhím. Con gì đây? Con linh cẩu.